Tôi bằng lòng ly hôn. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Cô nói đi. Nếu tôi có thể, tôi muốn tìm lại hạnh phúc ban đầu trước khi đón nhận chua cay. Tôi trân trọng kỷ niệm vì nó là cuộc sống của tôi. Điều kiện của tôi đơn giản là chúng mình hãy tạm quên những bất hòa hôm nay, sống lại những ngày hạnh phúc. Cho đến ngày tôi về quê hương. Phải. Chỉ trong mấy ngày thôi. Chỉ có vậy thôi sao? Còn tiền bạc và tài sản? Tôi không cần. Trời buồn sầu lắng, ôi tiếng thê lương dù về cố hương. Đường về một bóng, cất tiếng kêu thương em tận mãi xa. Và trong giấc mơ đêm hèm, tìm trong gối chăn hương nồng lời yêu dấu ngàn năm. Nhà chỉ có hai mẹ con, hãy muốn thứ gì là được thứ ấy. Chiều chuộng quá nên dễ sinh hư. Điện về mấy hôm, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt. Má, thưa má con mới về. Kìa, Vũ Quyền, con về tới rồi đó hả? Chàng ơi, con mua thứ gì mà nhiều dữ vậy? Quà con mua cho má đó. Còn cái này là của anh Tâm. Anh chào má đi anh. Dạ, cháu chào bác. Cháu cứ tự nhiên. Đây có phải là anh bạn con điện về báo cho má biết đó phải không? Dạ đúng rồi đó má. Ảnh là Hoài Tâm đó má. Cháu à, con Quyền nhà bác hết lời khen ngợi cháu. Nào là hiền lành, thật thà, lại giỏi mua bán làm ăn nữa. Dạ cảm ơn bác. Thật ra cháu có tài cán gì đâu. Dạ thưa bác, đây là ít quà mọn chứa đựng tấm lòng của cháu, mong bác nhận cho. Về tới bên này đủ nói lên tấm lòng thành của cháu rồi. Còn mày đặt quà cáp làm chi cho tốn kém. Dạ thưa bác, xin bác đừng lo, không có đáng là bao nhiêu đâu bác à. Cháu nghe em Quyền nói ở quê nhà chỉ có một mình bác. Hẳn là ngày đêm bác mỏi mòn đợi mong cho thời gian đi qua dối dàng, cho Vũ Quyền về quê hương. Chắc rằng bác rất âu lo, vì thế cho nên cháu đã giục giả em Quyền mau thu xếp để lên đường sớm ngày trở lại quê hương. Má ơi, công việc của anh Tâm vẫn đang bận biểu rất nhiều, nhưng anh thu xếp chu toàn để về quê mẹ với con. Quả là có nợ tư duyên nên chúng con chuyện lớn lao.
quyết định vội vàng, phải nghĩ suy cho thấu lẻ. Chúng con đã qua thời tìm hiểu nên mới tính chuyện mai sau. Xin má đừng bận tâm, chúng con thật lòng yêu nhau. Nếu được như vậy thì má rất vui lòng. Nhà không có ai, chúng con ở lại đây lo bề làm ăn sinh sống, má rất vui sướng biết chừng nào. Chỉ sợ ôi trai gái bây giờ đó mà, yêu thương lấy nhau rồi cũng bỏ liền ngay sau đó, hỏi làm sao mà má không lo. Dạ cảm ơn bác đã quan tâm lo lắng. Nhưng chúng con yêu nhau thật lòng. Anh Tâm về tới bên này, má không thấy ảnh chân thành đó sao? Ừ, thì má nói vậy, chứ còn liệu tính cách nào cho vẹn vẻ là do ý của hai con. Riêng với má, má chỉ có một mình con, nên má yêu thương không nỡ rời xa nữa. Má không mong con được chồng giàu sang hay có địa vị đàng hoàng trong xã hội. Má chỉ ước cao ngày con xuất gia vô quy. Lòng mẹ thương con, nguyện ước làm sao lứa đôi xuống sẽ vẹn tròn. Đứa cận kề con an ủi tuổi già, cánh nhà quanh hiu con cảm thông. Phải âu lo con
phải chi ba con còn sống đi nhìn thấy ngài hạnh phúc của hai con. Trước lúc đi xa người thều thào trăng trôi rằng nuôi cho con trẻ nên bà gắng chịu cảnh chia lìa chồng vợ, lo cho con gái dạy khờ khôn lớn thành nhân. Phúc cuối cùng người không nói được nhiều hơn, nhưng mà cảm nhận được nỗi buồn trong ánh mắt. Người ra đi mà lòng còn nuối tiếc, không thấy được ngài vui hạnh. Mãn phần là nỗi đau to lớn ở lòng con. Ba ra đi để lại cho má bao nỗi lo toan, cùng với nhớ thương nhuộm mây đầu điểm bạc. Má đã biết nỗi đau thành nghị lực dắt con qua ngọn sóng của cuộc đời. Đôi khát gian trân chất giả không đời, cuộc sống cố gắng càng thấm nồng tình ruột thịt. Xa con một ngày là má khắc khoải nhớ mong. Ôi người mẹ nhân từ đáng quý biết bao, tâm lòng nhân hậu làm cho con thêm xúc động. Biến đau thương thành niềm vui cuộc sống, hy vọng tuổi xuân nuôi con lớn thành người. Con cứ vô tình để má buồn lo, năm tháng gian trung gian gắn dần tâm trí. Người mãi là tình thiêng liêng cao quý, tỏa sáng rạng ngời soi hết cuộc đời con. Con à, năm tháng gian trưng đã qua rồi, nay con đã khôn lớn, tìm được nơi trao thân gửi phận. Má thật sự yên lòng, má vui vì làm tròn lời gửi gắm của ba con. Điều má băn khoăn là cuộc sống lứa đôi sau này hai con ráng mà giữ gìn hạnh phúc. Cảm ơn bác đã có lời nhắc nhở nhủ khuyên. Con xin ghi nhớ lời má dạy. Thôi thu xếp đồ đạc rồi lo cơm nước đi con. Dạ. Quyền à. Dạ. Má hỏi thiệt con nha, dạo này hai đứa con có chuyện gì với nhau không? Sao má thấy thằng Tâm nó có cái gì đổi khác đó? Có gì khác lạ đâu má, chúng con vẫn hòa thuận với nhau. Không, thằng Tâm nó không còn sôi nổi như trước kia, thỉnh thoảng hay ngồi một mình trầm tư suy nghĩ, hay là nó nhớ bên kia, hoặc giả con có điều gì giấu má? Không có gì con giấu má đâu. Có lẽ anh ấy không được khỏe nên không còn sôi nổi như thường ngày. Không thể nào như vậy. À, hay là Quyền à. Dạ. Đã lâu rồi sao má không thấy con có gì hết vậy con? Có gì là sao hả má? Chuyện vợ chồng chung sống với nhau đã lần ấy thời gian, sao má không nghe con nói đến
thầm mong cho vợ chồng con hạnh phúc, để trong gia đình có tiếng khóc trẻ thơ. Má mỏi mòn chờ đợi bấy lâu nay. Má, tưởng chuyện gì trong bụng con thầm lo, ai ngờ má nhắc đến chuyện sanh con. Dù trước hay sau cũng phải có tin mừng, má cứ yên lòng con chờ đợi thời gian. Chờ đợi đến bao giờ? Má già rồi, mong có chút cháu ngoại đi ẵm bồng với người ta. Nè, chậm trễ là bất hiếu với má đó nghe con gái. Má, má kỳ quá à. Con có trốn bổn phận làm mẹ đâu, tại vì ráng chờ đi má. Quyền à, má thấy con nên đi khám là hơn, chứ kéo dài như vậy à má lo lắm á. Con không đi đâu má à. Sao vậy? Con á còn trẻ người non dạ, con không có hiểu gì hết à. Đều tế nhị đó đã là nguyên nhân dẫn đến bao nhiêu gia đình đổ vỡ rồi, con có biết không? Nhưng con không đi đâu hết, con không thể giống như họ. Con không được cãi lời má. Điều mình không tin nhiều khi lại là sự thật. Nhất định nổi trong ngày mai, con phải đi ngay cho mọi việc tỏ tường. Biết rõ nguyên nhân để má yên lòng. Nếu chồng của con không phải người bội bạc, cũng đâm ra chán trường vì không thể sinh con. Sớm muộn rồi cũng sinh ra lắm chuyện. Làm vợ yêu chồng con nên cẩn trọng. Hạnh phúc gia đình nên gìn giữ ấm êm. Má ơi, sự tình không thể nào như vậy. Vì quá lo xa nên má hay nghĩ ngợi. Làm gì có chuyện con bạc phần vô phước, không thể cùng chồng tạo mầm sống tương lai. Nhưng nó xảy ra con liệu tin thế nào. Thành tâm bỏ mày tìm vợ khác là xong. Không phải do con đừng đổ tội lên đầu, giờ trước anh kia có sanh nở được đâu. Sao? Con nói sao? Thằng Tâm đã có vợ rồi à? Dạ, anh. Có phải vậy không? Dạ, nhưng đã qua lâu rồi mà má. Qua rồi, qua rồi không có nghĩa là mọi việc đã hết. Con đã thật sự hiểu nhiều về họ hay chưa? Dạ, nếu không làm sao anh Tâm trở thành chồng con được? Con à, con hiểu như thế nào? Con kể tận tường cho má nghe coi. Nói đi. Dạ, chuyện đó không có gì đâu má ơi. Quyền, má yêu thương con, má sẵn sàng tha thứ, nhưng không có nghĩa là má chấp nhận mọi sự lừa dối của con. Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà má không hề hay biết gì hết vậy? Con không muốn nói cho má nghe. Không phải vì con muốn giấu má, mà con nghĩ rằng trong cuộc đời ai lại không có tì vết quá khứ. Và lại chuyện đã qua rồi, anh Tâm là người đáng thương, cần được cảm thông độ lượng. Má có hẹp hòi với chồng của con đâu, nhưng má chỉ sợ vì vô tình mà con giẫm nát lên hạnh phúc của người khác. Thưa má, con hiểu tình thương của má dành cho con, nhưng không thể nào xảy ra chuyện đó đâu má à. Vợ của thằng Tâm, cô ấy là người như thế nào? Dạ thưa má, theo lời kể của anh Tâm, cô ấy là người hiền ngoan, tánh tình đầm thắm nết na. Họ là những người chung cảnh ngộ như nhau, lìa xứ xa quê đến phương trời xa lạ, cùng hội đồng thuyền nên tình dội nảy sinh. Như vậy là họ tìm đến với nhau, kết nghĩa vợ chồng chung sống được 3 năm. Nhưng vì bất đồng nên họ đã chia tay. Đúng như lời con thì họ có nhiều kỷ niệm, đâu dễ chia tay quá đổi vội vàng. Nhưng giữa hai người luôn bất hòa với nhau, hơi ấm tình yêu trở nên nguội lạnh. Nên cổ âm thầm lặng lẽ xa đi, bỏ lại anh Tâm đau khổ một mình. Lời con kể ra má nghe sao quá lạ. Chồng vợ 3 năm đâu nỡ bỏ dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn con có biết chắc là
thằng Tâm với cô ấy đã ly dị hay chưa? Dạ, dường như đã xong hết rồi á má. Sao lại dường như? Quyền ơi, sao con khờ khạo đến ngu dại vậy hả con? Ngay cái việc thằng Tâm ly dị rồi cũng chưa thể khẳng định rằng nó thật sự yêu con. Má, vì thời gian biến sự đau khổ hụt hẫng hay còn quá ngắn ngủi để trở thành một tình yêu chân thật say đắm với con. Huống chi vợ nó lại là một cô gái nết na hiền thục, một con người biết trân trọng tình yêu và hạnh phúc thật sự. Không bao giờ họ chấp nhận hay dứt bỏ một cách dễ dàng như con nghĩ vậy đâu con. Có chăng chỉ là một sự ngộ nhận. Trời ơi, Quyền ơi, con làm khổ má rồi. Con làm khổ má rồi con ơi. Má, má, chỉ tại má nhìn sự việc qua ánh mắt nghiêm khắc của người mẹ, luôn sợ con mình khổ đau. Chứ con đón nhận tình yêu từ anh ấy chân thành thì làm sao là người phá vỡ hạnh phúc của người khác hả má? Sao con không nghĩ rằng trong lúc dỗi hờn cô ấy bỏ ra đi và để lấp đi khoảng trống hụt hẫng đó, thằng Tâm biện giải lý do ly dị để hòng chiếm được tình cảm của con? Sao con không chịu nghe lời má dạy vậy hả Vũ Quyền? Má, trời ơi, má ơi, con khổ quá. Con làm sao bây giờ hả má? Lời giải đáp cuối cùng là ở lòng con. Con có quên nó được hay không? Nếu một ngày nào đó nó trở về bên ấy. Không, không đâu má ơi. Nếu anh Tâm bỏ con ra đi, chắc là con không thể nào sống nổi. Trời ơi, tại sao tôi lại dại khờ đặt trong tình yêu cho một người giả dối? Đến khi đắm chìm trong bể yêu à đương, mà không biết rằng mình đang tin hay mê. Một năm trời hạnh phúc mơ, tình yêu có thật hay không? Giá như sự tình hôm nay má biết được một năm về trước thì chắc rằng sau này con không chua xót đắng cay. Còn bây giờ má không còn lời khuyên nào hơn là con hãy bình tĩnh đối diện với điều sắp xảy đến. Bằng sự ân hận con sẽ vượt qua được nỗi khổ của chính mình. Má không nỡ đứng nhìn con đau khổ, mà chỉ có thể giúp con vơi đi nỗi thất vọng là sẵn sàng đón con về trong tình thương của má mà thôi. Con nghĩ coi,
Má làm được gì bây giờ hả con? Má, má. Quyền ơi, thôi để má đi vô trong, thằng Tâm nó cũng sắp về tới rồi đó. Con lựa lời dò hỏi coi có đúng như suy nghĩ của má hay không, khi đó con hãy khôn khéo mà liệu tính nghe. Kìa em. Ủa, có chuyện gì mà buồn dữ vậy? Má đâu rồi em? Anh nên tự hỏi anh là ai hơn là muốn biết về người khác. Rồi, lại có chuyện nữa rồi. Nè, bộ đi chơi hoài bỏ em một mình ở nhà, em giận anh phải không? Thôi, cho anh xin lỗi đi. Anh hứa là từ nay sẽ không để cho em ở nhà một mình nữa. Anh đi ra khỏi cuộc đời của tôi có khi là tốt, nhưng mà biết đâu đó là sự may mắn cho tôi hơn. Sao kỳ vậy? Em nói gì lạ gì? Cũng tại mấy thằng bạn của anh hết á, nó có níu kéo anh hoài à. Nè, bộ em ghen hả? Ghen? Đúng hơn là tôi không còn tin anh. Kẻ đã đem lòng phản bội, giờ anh xinh đẹp nết na, anh còn coi chẳng ra chi. Có đáng gì tôi chỉ là mồi ngon để anh lợi dụng, khi qua đã tàn phai thì anh tìm đường rút lui. Quyền à, quả thật lạ lùng khi không rồi kết tội người ta bằng những ngôn từ mà anh chưa biết không hay. Ai phản bội ai, tại sao em lại đổ tội? Mỗi việc phải có nguyên nhân chứ đừng suy nghĩ lung tung. Chẳng phải là anh giấu che trong lòng âm mưu phản bội, làm gì có tình số nghĩa nặng, người vợ chung tình đã ly dị hay chưa? Sao anh cố tình lừa dối với tôi bằng lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi, xem chuyện vợ chồng như gió thoáng mây trôi. Quyền ơi, anh có nỗi buồn vẫn còn đè nặng ở trong tim. Sự thật là anh với Trang đã hết rồi duyên nợ từ lâu. Nỗi buồn trong tim vẫn còn đang chất nặng, nghĩa là anh vẫn còn hy vọng gặp lại cô Trang. Anh đang chờ tòa quyết định ly hôn để trái tim này dành trọn cho em. Tôi không tin. Anh đã từng nói với tôi rằng anh đã ly dị rồi mà. Thời gian về quê hương quá ngắn ngủi, không đủ cho anh, không đủ cho anh có lý do nào khác để thuyết phục em. Hoàn cảnh buộc anh phải làm như vậy. Thật ra anh là một người chồng rất chung tình. Chung tình? Chung tình với tôi có nghĩa là anh mặc nhiên thừa nhận mình là người chồng phản bội, và tôi là kẻ đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Mà nào tôi còn biết có hay, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Giữa hai nẻo duyên tình làm sao liễu sơ? Trả anh về với người vợ cũ là trái tim tôi vỡ nát tan tành. Còn nếu chân anh lại, tôi là người tội lỗi. Trời ơi, bấy lâu nay tôi ngỡ mình hạnh phúc, nhưng có ngờ đâu tôi chỉ là kẻ cướp đoạt duyên tình.
hạnh phúc. Tình yêu của chồng chỉ dành trọn cho mình thôi. Tôi cướp chồng, anh lừa dối thủy chung. Cả hai chúng ta đều là những người tội lỗi. Nếu chuyện ngày xưa vẫn chưa kết thúc thì anh hãy về đi tìm lại phút ban đầu. Quá khứ chỉ còn sót lại một chút ràng buộc mỏng manh. Thực tế là anh đã dành hết cho em mới là điều tất cả. Đừng tự dàn dò vì chuyện đã qua. Tất cả đã là dĩ vãng rồi em à. Hiện tại sẽ không làm mờ phai dĩ vãng khi trái tim người vợ dịu hiền còn chứa đựng thủy chung. Anh hãy về đi. Nỗi khổ đau của người vợ mất chồng chính là nỗi niềm trong lòng em dò xe. Quyền, em hãy bình tĩnh lại mà nghe anh nói nè. Quyền ơi, hãy cho anh nói lời sao cuối. Tình em trọn đời sống mãi trong anh. Đừng vì chuyện hôm nay mà tình yêu rạn dơ. Mình đã thề bên nhau chung thủy đến trọn đời. Dù chưa được tòa gọi xử ly hôn, nhưng anh với Trang đã bằng lòng chấp thuận. Thì phải đâu em là người tội lỗi, cướp đoạt chồng người, phá vỡ cuộc hôn nhân. Tôi vẫn thấy có điều gì trắc ẩn đang từng giờ dày dò hành hạ lương tâm. Có gì đâu mà em phải cắn rứt. Nếu vô tình mà cướp hạnh phúc của người á, thì cũng đâu phải là tội lỗi của em. Quyền, được làm vợ của anh hứa sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Nhà lầu, xe hơi, đủ mọi thứ tiện nghi. Chỉ đổi lại sự dài dò nhỏ nhoi thì có đáng gì để cho em phải ân hận. Quyền à, giữa cái được và cái mất, điều nào cũng mang lại hạnh phúc cho em. Anh im đi! Anh bắt đầu lộ rõ điều mà tôi ghê tởm. Anh đi đi! Anh đi đi! Quyền! Thưa cô, có bưu điện gửi điện khẩn đến nè cô. Đâu? Đưa tôi xem. Mong anh về gấp. Tòa gọi xử ly hôn. Nếu anh không về, tòa sẽ xử theo diện vắng mặt. Đó, Quyền, em có thấy không? Anh có dối với em bao giờ đâu. Quyền ơi, rồi đây anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả. Tiền bạc, nhà lầu, xe hơi và hạnh phúc cho em nữa. Vinh qua từ sự khổ đau của người khác à. Không quan trọng, miễn sao là đảm bảo hạnh phúc của chúng ta là được rồi. Em đừng buồn nữa, hãy vui lên đi em. Quyền, tôi kinh sợ anh. Anh đi đi. Anh đi đi. Anh Tâm, anh Tâm. À, cậu Lâm. Sao, lâu nay bên này cậu vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi vẫn như xưa. Tôi nhận được điện khẩn là tôi vội vàng về đây. Mọi việc ra sao mà tôi thấy cậu có vẻ buồn bã quá vậy? Xin lỗi anh, vì rất cần gặp anh nên tôi buộc lòng phải lừa dối. Lừa dối? Cậu nói như vậy có nghĩa là sao? Anh Tâm, chị Trang vừa hạ sinh một đứa con trai. Trang sanh một đứa con trai à? Cậu Lâm, cậu không đùa với tôi đó chứ? Anh không tin, nhưng đó là sự thật. Và đứa trẻ đó
chính là con ruột của anh. Cái gì? Con ruột của tôi? Trời ơi, có thể nào như vậy? Tại sao tôi lại vô tình không biết không hay? Anh không tin cũng phải, vì anh đâu còn nhớ điều kiện trước khi ký vào đơn ly hôn. Là hai người tạm quên hiện tại, cùng sống bên nhau như những ngày đầu và những ngày cuối cùng, để gắng gượng níu kéo hạnh phúc ấy. Chị Trang đã mang thai. Trời ơi, cậu Long, vậy bây giờ mẹ con cô ấy ở đâu? Tôi xin cậu, cậu hãy cho tôi gặp mẹ con cô ấy đi. Ở đâu vậy cậu? Anh Tâm, chị Trang đang gặp phải một thảm trạng đau lòng, không biết rằng có vượt qua được tai biến hay không. Tai biến? Tai biến gì? Cô ấy hiện giờ ra sao? Cậu Lâm, cậu hãy nói cho tôi biết được. Cậu Lâm, Trang làm sao rồi? Theo lời bác sĩ thì chị ấy mang trọng bệnh suy tim nguy cấp. Nếu bằng lòng cứu đứa con thơ, trong ai con đường chỉ chọn một mà thôi, cho nên chị ấy dành trọn phần hiểm nguy để giữ trọn mạng sống trẻ thơ, còn riêng chị đã không thể an toàn. Trời ơi, sao quan nghĩ tạo ra nhiều cái đắng. Người vợ hiền bất hạnh chịu cảnh đau thương số phận sẵn dành, trước cảnh tình chua xót người đã chọn hiểm nguy dành lại cho chồng một mầm sống tương lai, còn mình ra sao sống chết không màng. Khi vừa hạ sanh thì lâm vào nguy biến, người hôn mê trầm trọng, mấp máy đôi môi khẽ gọi tên chồng. Từ trong cơn đau mong ước được gặp người. Trời ơi, tôi là người chồng ba tình bội nghĩa, phải chết thay người chưa xứng lòng thủy chung. Anh Tâm, tôi mừng khi thấy anh biết ăn năn hối hận. Dù sự ăn năn quá muộn màng, chị của tôi biết được điều này, có lẽ chị ấy cũng an lòng mãn nguyện. Cậu Lâm ơi, giờ phút này tôi không còn biết mình là ai. Tại sao tôi lại gây ra cảnh tình tàn tệ này? Tôi muốn gặp mẹ con cô ấy để chia sẻ nỗi đau mà tôi đã gây ra. Tôi biết là cậu đã không còn tin tôi, vì khi nói lên tiếng chân thành, tôi đã là người phản bội. Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, tôi không dấu che ân hận lòng mình, thèm khát được nghe tiếng nói chung tình.
suốt đời tôi ân hận. Phận làm chồng mà cô rải vô tâm, để cho em phải âm thầm gánh chịu nỗi khổ đau chồng chất ở trong lòng. Giờ phút tử sinh chỉ cô độc một mình, trời ơi anh chân thành thật lòng đau xót cành trái ngang. Người đã xa rời tôi giấc mê say, hãy dành trọn tấm lòng cho người vợ thủy chung. Giây phút này đây sao qua đắng cay, hỏi người vợ chung tình anh về đây trọn vẹn bằng cả tấm lòng của người thức tình cơn mê. Thôi mình về đi anh, chắc là chị ấy đang mong đợi lắm á. Đi đi anh đi. Trang, Trang ơi, tỉnh lại đi em, anh về bên em nè Trang. Trang à, Trang. Ai vừa gọi tên tôi? Anh à, anh là Trang ơi. Có phải người xưa đã về kịp lúc để đưa em về với kỷ niệm ngày xưa? Trang ơi, em hãy tỉnh lại đi. Anh là Tâm, là người chồng tội lỗi đã về để mong được em nói một lời tha thứ nè. Trang ơi, em có nhận ra anh không Trang? Trang, phải, anh là Tâm nè. Trang ơi, anh đây là Trang. Anh Tâm. Trang. Tâm ơi, anh hứa với em, anh hứa với em đi Trang, đừng bao giờ bỏ em đi xa nữa. Anh hứa, anh hứa mà. Anh sẽ cận kề bên em đến suốt cuộc đời này. Em ráng gượng tỉnh, mình sẽ đưa nhau về giống kỷ niệm ngày xưa. Em có nghe anh nói không Trang? Trang. Em mừng gì anh đã trở về bên em à. Nhưng mình có tìm lại được những ngày thơ mộng đó không anh? Vì em, vì em sắp phải đi xa. Không, em đừng nói như vậy. Xa lắm. Em đừng nói như vậy mà Trang. Quá khứ đã cho chúng ta hạnh phúc, thì hiện tại không có sự bất hạnh nào chia cách được tình ta. Anh sẽ bù đắp lại cho em những gì em đã mất. Trang ơi, Trang. Em đang đứng bên bờ sông bất hạnh, tất cả chỉ còn là ảo giống mà thôi. Anh Tân ơi, em chỉ mong anh giúp em một điều, hy vọng làm cho em được nhẹ nhàng thanh thản. Em mong gửi tâm lòng về với quê hương, nơi đất mẹ thiêng liêng xa khuất chân trời.
gắng gượng vượt qua cơn nguy biên. Anh sẽ đưa em về thăm lại chốn làng quê, nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời, về lại nơi thăm tình cốt nhục. Mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa, mãi mãi sống yên lành như ruộng lúa nương khoai. Anh sẽ trả lại cho người ta những ngày tháng cuồng say đam mê ảo vọng, để về với người vợ thủy chung từng biển hẹn non. Khỏi vòng tay đam mê tình ai, anh trở về bằng sự hối hận ngăn nắng. Đã quá rồi những ngày tháng tôi tâm, hạnh phúc mở rộng vòng tay chào đón. Ngưỡng sống em ơi, mình vượt qua nguy khôn, trở về mái nhà xưa nối lại chữ duyên tình. Em đừng có nói vậy mà Trang. Để trọn đời cùng anh xây mộng, nợ duyên tình không trọn, còn ước mong chi hạnh phúc sinh dùng. Không, Trang ơi. Anh tâm. Anh đau lòng nhìn em xót xa, lạnh một mình. Em bất hạnh một mình xin lắm chiều, để cho con thơ được sống yên lành. Anh hỡi thôi em làm tròn nguyện ước sau cùng, khi em đã xa rồi sự sống không được ngày về mẹ thân yêu. Anh hãy đưa con mình về phương ấy, để nó biết cội nguồn ngồi ngoài thiêng liêng. Nó sẽ lớn khôn giữa tình thương nhân ái, biết được nơi đâu nguồn cội đời mình. Trang ơi, anh hứa, anh hứa sẽ đưa con mình về quê mà. Trang à, anh ghi lòng lời của em, đến phút sau cùng thề không đổi dời. Dù cho hoàn cảnh có ra sao, sẽ đưa con mình về lại quê hương, về nơi trầm mà lòng vẫn không đổi thay. Nay dù em phải ra đi, lòng em cũng mang nguyện rồi, không còn mong ước điều gì hơn là sự sống con thơ. Nhờ anh dưỡng đời hạnh phúc, con trẻ cứ chung mình là lẽ sống của đời anh. Dù chung mái này có gặp cảnh trở kêu, anh nguyện xả thân để giữ gìn mầm sống.
anh chị đau lòng trước cảnh ngộ của em, bất lực xuôi tay trong nhờ mà số em bỏ anh ra đi cho trời sâu ảm đạm, anh biết sống làm sao khi mất bạn chung tình. Xuân nào trời cũng đến lúc chia tay, nối tiếp mấy cũng đến giờ ly biệt. Hãy cho em một lời tha thứ, không được sống trọn đời hạnh phúc bên anh. Trang, Trang ơi, em đừng nói những lời tuyệt vọng. Anh sợ nhất là trong đời chứng kiến cảnh biệt ly. Trang, Trang ơi, Trang. Anh Tâm. Của anh nè. Không phải em đã xin anh lời tha thứ rồi đó sao? Em không thể làm tròn bổn phận. Em đau lắm. Trang ơi, Trang. Em muốn ngủ. Đừng, em đừng có ngủ. Em tỉnh dậy đi, em đừng có ngủ mà. Trang, cậu Lâm, cậu Lâm. Dạ. Cậu Lâm đâu? Chị Trang, chị Trang. Lâm, em đừng giận hờn chị nghe. Dạ. Chị đã không làm tròn bổn phận chăm sóc cho em. Chị đã phụ lòng chị cha mẹ. Chị Trang, chị đừng nói nữa mà. Em thương chị lắm. Chị đâu có lỗi đâu. Này anh Tâm đã về, những lỗi lầm trước đây vì chị em nên bỏ hết nha. Dạ. Nơi xa lạ này anh em phải hết dạ thương nhau. Em hả? Cùng yêu thương chăm sóc lo cho cháu, đó là tấm lòng, là tình yêu của chị. Trời, chị Trang. Chị đừng bỏ em mà. Chị Trang, chị Trang ơi. Chiều hè lặng lẽ dù bước chân hoang đi về chốn xưa, tình nào còn đó năm tháng phôi pha, ai còn nhớ Trang. Ngọt đắng đưa lối cho ta đi vào ái âm, dòng đời chìm đắm theo những cơn mê cho tình cách xa. Gọi gió cho thu vàng, gọi em cho tình đầu dần tràn bao ước mơ, gọi những đêm trăng vàng, gọi bóng mây dịu dàng về đây cho tình dài chờ. Trời buồn sầu lắng, ôi tiếng thê lương dù về cố hương. Đường về một bóng cây.
mãi.